là 7 giờ. 7 giờ tối 7 ha. 7 giờ mấy rồi đó. Thì con cũng đeo lên giường con ngủ, ngủ được nửa tiếng là bắt đầu ba con cũng lên giường. Và làm những chuyện đòi bậy với con. Con cũng có thể là con chạy được mà, tại sao lúc đó con không chạy mà con lại nằm im để cho ba làm? Tại vì con không có chạy được. Tay chân con nhỏ xíu. Ba đè hả? Là lúc thôi. Nhưng mà lúc đó con làm con có đau không? Thì có. Rồi lúc đó có bị chảy máu không? Có. Có chảy máu không? Có chảy máu nhiều hay ít? Nhiều. Ngủ trong phòng một mình. Là ba con làm con lúc nửa đêm hay là mới chập tối? Là 5 giờ sáng á. 5 giờ sáng à? Dạ. Trời ơi, 5 giờ sáng mà dậy làm hả? Rồi cái lần đó con làm con có bị chảy máu nữa không? Máu thì kiểu máu hồng thôi. À, vẫn có chảy máu nữa hả? Lần thứ tư làm mà vẫn chảy máu hả? À. Thì nói chung thì á, thì con cũng bình thường. Là con có bạn trai đúng không? Là cái điều đó là con thừa nhận ha. Bạn trai 26 tuổi. Là con, không, nhưng mà chắc nắm tay đồ này kia hôn chắc cũng có rồi chứ. Nắm tay thì nắm tay hôn chắc cũng có đúng không? Dạ. Hôn có đúng không? Đó. Bây giờ á thì cái câu chuyện của hai mẹ con thì nãy giờ chia sẻ nó cũng khán giả cũng nắm được một phần rồi. Dạ. Và bây giờ cái thông tin nó trái ngược lại là bên cha của con, là chồng của chị, là phủ nhận hoàn toàn những cái điều hai mẹ con chia sẻ nãy giờ. Thì theo như chị là lý do tại sao mà anh lại nói như vậy? Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thì anh em có chia sẻ đến quý vị và các bạn một câu chuyện cũng rất là đặc biệt và cũng xảy ra trên mạng xã hội cách đây khoảng gần một tuần, và cũng có nhiều cái luồng ý kiến trái chiều về câu chuyện mà cha ruột hiếp dâm con gái. Thì một câu chuyện cũng gây bức xúc dư luận, và hiện tại thì nó cũng đang mang hai cái luồng ý kiến trái chiều. Bên người cha ruột đó thì vẫn lên tiếng khẳng định một điều là không hề hiếp dâm con gái, và nhưng mà bên này con gái với người mẹ thì lại nói là bị cha ruột hiếp dâm rất nhiều lần. Thì cái câu chuyện nó chi tiết nội dung như thế nào và cái sự thật ra sao thì xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng lắng nghe chi tiết ngày hôm nay. Và em xin chào chị nhé. Rồi chị, em hỏi nói là chị tên gì? Tên thì Sóc. Chị Sóc ha. Dạ. Là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 46. 46 tuổi rồi. Dạ. Còn con gái của chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 15. 15 tuổi. Dạ. Thì cái câu chuyện đó thì mọi người cũng đã nghe một phần rồi. Nhưng mà bây giờ để cho nó hiểu rõ hơn và chi tiết cụ thể hơn thì chị có thể kể lại câu chuyện một lần nữa sơ bộ để cho quý vị có thể nghe một cách chi tiết nhất. Tại vì mẹ cũng đâu có biết gì đâu, nghe con nó nói lại với mẹ. Nó nói là mẹ ơi con muốn mét mẹ chuyện này. Cái mới hỏi là con muốn nói cái gì. Cái nói là ba làm vậy vậy với con, nó làm cái gì, con nói cho rõ cho mẹ biết làm cái gì, làm vậy là làm sao. Cái nó nói là ba sợ mỏ nó, sầm sợ nó đó. Rồi lần sau nữa mới nó nói nữa, nó nói là ba cởi quần áo con lấy con, nói như vậy. Rồi cái sự việc đó nó xảy ra cách đây lâu chưa và xảy ra tại đâu? Là hồi đó ở bên vườn dưa hấu. Là nó ở địa phương nào chị? Tỉnh nào? Huyện nào? Dạ ở Long Phước chứ. Long Phước ở Long Thành Đồng Nai ha. Dạ. Là hồi đó là mấy gia đình ở trọ với nhau ở đó. Là ở trọ. Rồi vườn dưa hấu đó là đi ra chòi. Đi ra chòi trồng dưa hấu cho người ta. Rồi nó cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ 3 cũng 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi, tại sao lúc đó mình không lên tiếng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ mình mới lên tiếng để mình chia sẻ về câu chuyện này, cũng như mình tố cáo cái người cha của mình? Dạ tại vì hăm dọa con cho nên con không dám nói. Hăm dọa làm sao, con có thể nói chi tiết hơn? Thì nói là con không được nói với bất kỳ ai. Nếu mà con có nói là muốn giết con. À là khi đó là cha nói với con như vậy hả? Dạ. Cái lần đó là nói chung thì bây giờ cái chuyện á thì dù sao á nó cũng đã xảy ra rồi ha. Thì bây giờ mình cũng chia sẻ một lần gọi là chi tiết cụ thể để cho mọi người người ta nghe, người ta hiểu được, để khán giả đồng cảm với mình ha chị ha. Chứ vậy thì theo như con chia sẻ là cha con đã trực tiếp gọi là nó thẳng ra là gọi là quan hệ tình dục đúng không với con bao nhiêu lần rồi? Dạ 4 lần. 4 lần. Dạ.
4 lần rồi. Lần đầu tiên là ở đâu? Ở vườn dưa hấu. Tại vườn dưa hấu luôn. Dạ. Thì cái hôm đó là như thế nào? Con có thể kể để cho các khán giả người ta có thể nắm được. Thì lúc đó thì con cũng ở nhà trọ với mẹ thôi. Ừ. Xong rồi ba con nói là ngủ ở đó là nó vắng quá, cho nên là cho con bé thứ ba nó đi ngủ chung với anh đi. Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng nói là thôi con đi ngủ với ba đi, rồi mẹ với chị hai với lại em Út ngủ ở nhà, rồi có gì sáng mẹ đi làm. Thì tầm cỡ 6 giờ thì con cũng qua bên vườn dưa hấu. Thì lúc đó thì ba con cũng ngồi ngoài cửa, rồi con cũng đi vô cái trong chòi đó, xong rồi ngồi xuống võng vậy thôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì tầm cỡ một tiếng sau đó là 7 giờ. 7 giờ tối 7 ha? 7 giờ mấy vậy đó. Thì con cũng leo lên giường con ngủ được nửa tiếng là bắt đầu ba con cũng lên giường. Và làm những chuyện đòi bậy với con. Nhưng mà sao lúc đó tại sao con không la lên hoặc con không chạy? Thì con có la. Con có la, con có chống cự nhưng mà không có chỗ đó ai nghe được. Là cái chỗ đó là ngày xưa nhà mình trồng dưa hấu ở ngoài vườn. Không, cứ đó là làm hướng cho người ta. Mình coi công cho người ta ấy gì. À, dạ. Nhưng mà con cũng có thể là con chạy được mà, tại sao lúc đó con không chạy mà con lại nằm im để cho ba làm? Tại vì con không có chạy được. Tay chân con nhỏ xíu. Ba đè hả? Là lúc đó là cách đây là 2 năm hay là 3 năm rồi? Dạ. 3 năm rồi. Thời điểm lúc đó là con 12 tuổi hả? Dạ. Rồi lúc ba con đè con ra, rồi ba con nói sao? Thì kêu con im thôi. Là sao? Ý là kêu con im lặng là không được la lên. Nhưng mà ba con nói là để ba làm gì không? Thì cứ nói vậy thôi à. Cứ nói vậy thôi. Dạ. Rồi ba con lột đồ con ra hay là ba con xé đồ ra? Lột ra. Lột đồ ra. Dạ vâng. Thế sao con không nói là ba đừng có làm như vậy? Con có nói gì không? Con nào cũng vậy. Con có nói không? Có. Rồi con nói sao? Thì con cũng chống cự, rồi con nói là sao mà ông làm vậy với tôi, rồi la lên. Ủa sao ba mình lại kêu là ông với tôi? Tại vì nghe thấy ông làm vậy rồi cũng ghét. À. Nó vậy ghét thôi. Nhưng mà lúc đó con làm con có đau không? Dạ có. Rồi lúc đó có bị chảy máu không? Có. Có chảy máu không? Có chảy máu nhiều hay ít? Nhiều. Rồi lúc ba con làm lâu không? Thì cũng 10-15 phút thôi. Trời ơi. Nếu như mà đúng như những gì mà con nói thì thật sự đó là một cái sự thật sự là không còn điều gì để diễn tả nữa. Rồi rồi còn những lần tiếp theo thì sao? Thì... À từ từ cho chú hỏi cái này trước đã. Dạ. Sau khi ba con làm cái lần đầu tiên đó thì ba con làm xong rồi, ba con có nói những lời nói nào không? Thì kêu con là phải giữ im lặng, không được nói. Ba con có hăm dọa không? Có. Còn nếu mà nói thì sẽ như thế nào? Thì nói là nếu mà con có nói thì giết con đầu tiên. À, trời. Những cái đêm đó ba con làm mấy cái? Thì một lần thôi. Một lần thôi. Một lần thôi. Là bây giờ cái lần đó con bị chảy máu có nhiều lắm không? Thì cũng vừa thôi. Cũng bình thường á hả? Dạ. Sau cái lần đó về á thì con sáng con mới về hay là con chạy nhà liền? Dạ là sáng mới về. Sáng mới về là con về, là tại sao con không nói với mẹ hoặc nói với ông bà ngoại hay hết? Tại vì con có một mình mẹ. Con cũng sợ là bị mẹ. Liên lụy tới mẹ. Không biết mẹ. Tại sao lại sợ liên lụy mẹ là sao? Tại vì con sợ là ổng đánh mẹ rồi cũng giết mẹ. À, dạ. Rồi con cũng chấp nhận là để gọi là phục vụ cho ba luôn. Thì cái lần đó ba con có xỉn rượu không? Dạ không. Không hả? Rồi sau lần đó, cái lần tiếp theo là ở đâu? Thì cũng cái ngày hôm sau là cũng tại đó luôn. Cũng tại ở đó luôn, nó cách dạ. Nhau có xa không? Thì hôm nay rồi ngày mai làm tiếp vậy thôi. Trời ơi. Là còn những lần sau nữa thì sao? Thì tầm 4 ngày sau là ở phòng trọ. 4 ngày sau là ở nhà trọ, hôm đó ở nhà trọ không có mẹ ở nhà hay sao? Thì mẹ đi làm ca đêm. À. Cái lần ở nhà trọ thì ba con nói sao? Thì ở nhà trọ thì mẹ con có nói là bây giờ ông coi là chuyển qua bên đây đi, tại vì tôi đi làm ca đêm cũng không có yên tâm để gái ở nhà. Ba đứa gái ở nhà thì ông coi ở nhà ngủ với mấy đứa nó đi. Tại vì bây giờ là trộm cắp đồ nó lộng hành quá cho nên mẹ cũng không có yên tâm. Thì mẹ đi làm ca đêm đó thì ổng cũng ngủ bên ngoài với lại em Út. Còn con với chị hai thì ngủ trong phòng. Thì 5 giờ sáng thì chị hai con đi làm. Thì con ngủ trong phòng một mình. Là ba con làm con lúc nửa đêm hay là mới chập tối? Là 5 giờ sáng á. 5 giờ sáng hả? Trời ơi, 5 giờ sáng mà dậy làm hả?
Rồi cái lần đó con làm con có bị chảy máu nữa không? Máu thì kiểu máu hồng thôi. À, vẫn có chảy máu nữa hả? Lần thứ tư làm mà vẫn chảy máu hả? À. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. À, có biết tại sao chảy máu không? Không. À, vậy là sau lần đó nữa là ba con có làm nữa không? Dạ không. Sau lần đó là hết làm rồi hả? Dạ. Thì những lần sau thì chỉ có sờ mó thôi. Sờ mó là sờ mó như thế nào? Kiểu mà lấy tay sàm sỡ vậy thôi, con không có nói rõ được. Sàm sỡ là sờ vô cái bộ phận nhạy cảm của mình đúng không? Dạ. Rồi sờ vô bộ phận sinh dục của mình. Dạ. Rồi khi mà cha sờ vậy cha nói làm sao? Không nói gì hết. Không nói gì hết mà cứ sờ không thôi. Thì con phải phản ứng tự vệ, con phải đẩy cha ra chứ. Sao con lại để cho cha sờ? Con có. Nhưng mà nó đâu có đẩy được đâu. Nó yếu ớt mà. Sức thằng không mà. Dạ. Yeah. Rồi thế thì cái lý do tại sao mà khi mình bị cha, cứ theo cái thông tin như của hai mẹ con chia sẻ là mình bị cưỡng hiếp cách đây 3 năm rồi, mà đến ngày hôm nay mình mới lên tiếng mình tố cáo? Thì tại vì thấy ổng sửa soạn đi làm á, rồi cứ đi thì ổng đi, mà nhỏ này nó ở trong phòng trọ với em nó thì ổng cứ đi tới đi lui trước cửa vậy nè. Mà cái em quay đầu lại em nói là tại sao ông không đi, mà ông còn quên cái gì mà đi tới đi lui hoài vậy? Cái ổng chửi, ổng nói rượu mẹ tao quên dây điện hay gì đó mà tao đi ra đi vô không được hả? Đó, rồi xong cái tới sau, qua ngày sau nữa là bắt đầu nó nói là thấy ba dòm phong cách của ba là coi như lạ lạ, mẹ ơi con chịu không nổi đâu, chắc chuyện này con phải nói ra với mẹ thôi. Rồi đó là bắt đầu nó nói thì em cũng vẫn đi làm bình thường, xúc hồi cho nó xong rồi là bắt đầu xong rồi là ở đây là nhá máy cho là bắt đầu mẹ con chạy đi xã luôn. Là cái lần đó là chị chạy đi xã là lâu chưa? Là bên đó là đi qua bên Vĩnh Cửu. Cách đây bao lâu rồi? Cách đây hình như tháng chưa? Nửa tháng. À vậy là cũng gần đây hả? Là hồi đó là mình sống ở dưới Vĩnh Cửu hả? Dạ, tại vì cũng vẫn mướn nhà trọ bên đây. Dạ. Rồi mà đi làm bên Vĩnh Cửu. Rồi. Rồi xong rồi mới lên xã báo. Rồi trên đó người ta giải quyết thế nào? Lên xã báo rồi xong rồi cái bắt đầu đi hỏi nó, ừ nó làm chỗ nào vậy đó. Rồi người ta là không có cho mẹ con ra mặt đâu, rồi chỉ nó chỗ đó đi là ổng đi bắt rồi qua chỗ xã. Qua chỗ xã xong rồi bắt đầu khai báo rồi mới đem bé này đi khám. Mà đi khám á, thì lại không kêu mẹ đi chung. Đó, nó tự là kêu bé đi khám. Rồi nó nói là con bé mất chinh. Nó nói như vậy. Cái mình nghe, mình làm mẹ mình nghe mình cũng buồn đi. Rồi xong rồi cái bắt đầu công an bắt rồi đem nó qua bên xã. Quýnh nó khai, nó không khai. Là thằng người chồng chị hả? Dạ, nó không chịu chấp nhận. Nhưng mà những lần mà chồng chị quan hệ với con gái chị, đã có lần nào chị đã chứng kiến, cũng như là mình có nhìn được chưa? Không biết là nó buồn, nó cứ buồn về nhà bữa nào, nó cứ buồn về giờ nào rồi nó buồn giờ đó. Đó. Rồi hỏi nó, nói tại sao mà bữa nào mẹ về giờ nào cũng thấy mặt mày con tái mét à, rồi cứ con cứ buồn vậy. Rồi nó nói là nó không có nói, nó nói là con nhức đầu. Dạ. Vậy thôi, nó chỉ trả lời vậy thôi. Còn rồi, ngược lại mẹ không biết chuyện gì xảy ra với con. Rồi em cũng có biết. Nghe được cái thông tin đó là hai mẹ con mình cũng có chia sẻ rằng ngày xưa trước đây là cái người chồng của chị á cũng dạ. Có sàm sỡ cũng như là gọi là xâm hại đến cái người con gái lớn của chị hả? Là cái câu chuyện nó như thế nào? Nghe con gái lớn nói với nhỏ em là nhỏ em nói là
đi sờ mò chị hai và xàm sở thôi. Xàm sở thôi. Mà tại sao mà cha mà cứ sờ mò con gái làm gì ta? Cái chuyện đó thầy không có nói rõ sự thật được. Cái đó là không có nói rõ sự thật được, tại vì không, ý là mình làm mẹ mình cũng không hiểu cái người. Ý là ý là chú đang hỏi tại sao mà cha lại làm như vậy á, chứ còn cái sự thật thì sờ thì ai chẳng biết rồi, là sờ nó thẳng như là sờ bộ phận sinh dục nó vậy đi cho nó dễ hiểu, cũng không có gì hết. Trước đó đi, trước đó thì chị với ảnh mà cưới nhau á, thì chỉ có ảnh thấy là ảnh một là cái người mà hay ghé gú mà đi ra đường cũng này kia không, chị thấy không? Thì có biểu hiện rõ không? Đang quen á là quen chị bên đây, đang chị đang làm bên đây, thì lâu lâu mới phát hiện là nó đi cặp con khác, nó nói chuyện. Thì cái chuyện đó mình cũng bỏ qua đi, mình đâu có nghĩ là nó như vậy đâu. Chị cái ánh mắt người đàn ông mà như vậy á, thì chị thấy người quen hay là người bạn của mình tới nhà chơi á, chị có thấy cái người chồng của chị có để ý người ta nhiều không hay sao không? Dạ có. Rồi gặp nó đâu có phải là thanh niên còn chinh sự thật đâu. Gặp nó tới là nó cưới xong là được 28 tuổi là bắt đầu có bầu nhỏ lớn, là mới phát hiện là có bầu nhỏ lớn được 2 tháng là mới phát hiện nó là đang có vợ, mà đem vợ đi bên bên mẹ vợ cho mẹ vợ nuôi, rồi mới phát hiện biết nó là một người đời con. Có nghĩa là người chồng của chị là có rất nhiều vợ. Dạ. Chị là người vợ thứ mấy? Là thứ hai. Người vợ thứ hai. Dạ. Và tới bây giờ anh ấy còn lấy thêm ai nữa không? Dạ bây giờ tại vì thấy như vậy mới đem con rồi chạy. Dạ là coi như bây giờ mình bỏ luôn rồi ha. Dạ. Rồi cái câu chuyện quay lại một chút xíu là cái người con gái lớn của chị á, là nói là bị người cha sàm sỡ, thì là chính con gái nói ra hay là ai nói ra cái điều đó? Là con gái chứ không có ai biết. Con gái lớn nói ra được đâu? Con gái lớn nói với em. Nói với em. Rồi mấy em nói lại với mẹ. Em nói lại với mẹ. Đúng. Rồi em còn nghe đâu được đó cái thông tin là nói rằng là cái người chồng của chị á còn gọi là kiểm tra quần lót của con gái mình. Dạ, đúng. Cái điều đó có hay không? Có. Là lúc đó kiểm tra là quần lót của bé Vi hay là của chị? Của con. Nhưng mà ở đây một cái điều thật sự là nó rất là cũng gây cái sự tò mò trong khán giả cũng như là trong mọi người theo dõi câu chuyện này. Dạ. Cái thứ nhất, người cha kiểm tra quần lót của con mình để làm gì? Mà tại sao? Cái thứ hai là tại sao con đang mặc đồ bình thường, tại sao mà cha nói làm sao để cha bắt con ra cha kiểm tra? Thì con ngủ dậy sáng sớm thì nè, xong cái tự nhiên vừa đi xuống dưới cái là không ra là con gái con đứa mà để mình mãi hôi thối. Rồi hả, ví dụ như thân người mà nghe cái mùi, ví dụ như là mùi này mùi kia đi, không nói đằng này là ở dưới vùng âm đạo á, cứ nghe cái mùi này mùi kia không à. Rồi cũng nói là con gái mà không biết sửa soạn cái gì hết, để tử cung gì mà hôi quá. Rồi con mới trả lời là ủa tự nhiên cái con sáng sớm con mới ngủ dậy, rồi cái nói cái gì mà hôi cái gì mà sao con không hiểu gì hết, chứ không kêu là mày coi mà vô đi tắm rửa đi, thay quần lót ra đi, rồi giục cái quần lót đó luôn đi, nó rách rồi. Xong rồi con mới trả lời là ủa sao ba biết rách, con mới vừa ngủ dậy mà sao ba biết rách. Cái ông kêu là tao nói mày còn cãi hả? Hả? Rồi sao nữa? Rồi con vô nhà vệ sinh con thấy rách thật. Ờ. Dạ. Thì cái lúc cũng đó con cũng hoang mang luôn, con cũng hoang mang là mà sao mà tự nhiên chỗ đó mà ổng mà lại để ý cái chỗ đó. Sao mà ngủ dậy mà mình chưa có coi, chưa có gì hết mà chưa vô nhà vệ sinh luôn, mà sao mà ổng biết rồi? Rồi ba con bắt con lột ra ba con kiểm tra hả? Không. Là kêu bắt con là vô nhà vệ sinh là tắm rửa cho sạch sẽ. Đó. Rồi cho dù con tới tháng cũng vậy. Ổng cứ để ý là cái quần con không à. Ủa vậy thì đó là con vô nhà vệ sinh con tự mở ra, chứ đâu phải là ba con kiểm tra cái bộ phận sinh dục của con đâu. Thì cái lúc mà con ngủ dậy á, con ngủ dậy là ba con đã nói rồi. Mà con vô nhà vệ sinh á, con vô nhà vệ sinh cái là ông nói liền. À, lại ba con có đi vô nhà vệ sinh kiểm tra không? Dạ không. Không hả? Ý là con vừa vô cái con thấy đúng như lời ông nói, à, mà ý tại là, sao mà ông biết. Là con sợ là nhiều khi tối con ngủ là ba con làm gì đó đúng không? Dạ. Vậy lúc đó con lúc đó là trước khi mà ba con xâm hại con hay là sau khi xâm hại? Thì kiểu mà lúc đó là chưa có gì đâu. À lúc đó là chưa xâm hại đúng không? Không, lúc đó là xâm hại rồi nhưng mà ở bên Vĩnh Cửu á. Ở bên Vĩnh Cửu. À thế nhưng mà
chiều á là nó đợi mẹ về đi, rồi tắm rửa xong rồi con nó giặt đồ cho mẹ, tại vì thấy mẹ đi làm gì mệt. Thì con gái nó nói là mẹ cứ tắm rồi mẹ cứ để đó để cho con giặt luôn. Đó, rồi xong cái con gái nó ở nhà hai chị em là nó tắm trước, tắm xong rồi nó phải đợi rồi. Rồi tới mẹ vô tắm xong rồi còn ổng vô sau. Là bắt đầu là nó tắm rồi là cái quần đó là nó giấu rồi. Mà mẹ cũng vô là mình biết là cái người ổng như vậy rồi. Mình vô mình thay đồ ra, mình để đồ mình đè lại cái đồ của con mình. Mà ổng vô, tới nó vô giặt, bắt đầu thấy bôi ra, thấy quần áo te tua hết trơn, kiểu như là bị lấy ra rồi. Thế thì bây giờ em hỏi cái điều này này, khi mà mình bị xâm hại là năm 2019, là cái đây 3 năm, là xâm hại 4 lần, là 4 lần đó là liên tục luôn. Thì sau đó mấy mẹ con còn ở chung với, vẫn ở chung với người cha bình thường đúng không? Ở bình thường. Vẫn ở chung bình thường. Rồi, có nghĩa là vẫn ở bình thường cho tới gần thời gian gần về đây luôn, đúng không? Thì tại sao sau 4 lần đó mà cha lại không xâm hại con tiếp nữa? Con không biết được. Tự nhiên cha ngưng luôn. 4 lần. Và ở đây cũng có một điều lạ là sau 4 lần đó là cha ngưng luôn. Cha không xâm hại, mặc dù là con cũng không nói gì. Mà gần về đây con mới nói. Đó. Rồi nó không có cho quen bạn gái. Không muốn cho con gái là có bạn bè gì hết á. Rồi. Bạn trai cũng không muốn cho quen, mà bạn gái cũng không cho quen. Rồi thì đó, em cũng có nghe cái thông tin mà cái người chồng của chị là cha của bé Vi, dạ, có nói là bé Vi quen một thanh niên 26 tuổi. Nhưng mà sau này thôi. Là do, không để em nói hết đấy, là do là cha ngăn cấm không cho con quen người bạn trai đó. Đúng, đúng không? Đúng rồi. Thì con mới giận cha hả? Hay sao? Không phải. Tại vì quen á, thì lúc đầu thì con cũng nói là không có quen đâu. Thì ổng cũng là người nói luôn, nói là thì người ta thích mình thì con cứ quen đi. Đó, thì con nói nè, lớn tuổi già ổng chết tự nhiên quen làm gì. Con cũng nói theo sự thật, xong cái ổng nói là thì kệ đi, nó quen thì quen đi, nhưng mà đừng có làm lố quá. Ừ. Xong rồi mấy đợt sau thì cũng thân thiết từ từ, xong cái bắt đầu cấm. Thì nói chung thì á, thì con cũng bình thường, là con có bạn trai đúng không? Là cái điều đó là con thừa nhận con, ha. Thừa bạn nhận trai 26 tuổi. Vâng. Là con có bạn trai mấy năm rồi? Thì mới quen đây thôi à. Mới quen gần đây. Đây là được 2 đến 3 tháng. 2 đến 3 tháng thì đã đi qua giới hạn với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Nếu mà quen với một thanh niên 26 tuổi. Vâng. Mà không làm gì thì điều đó cũng hơi lạ đấy. Tại vì là khi mà bạn đó trai con ở nhà, cha người ta không à. Không bao giờ có ba mẹ người ta ở nhà, không có đi chơi riêng đâu. Người ta đi làm một mình đâu. Thì cái này thì là chia sẻ thì mình cũng nói chuyện thật. Có đó, thì mình nói có, còn không thì mình nói không. Có. Mình cũng không có phải ngại có vấn đề gì hết ha. Không ngại. Tại vì là thấy mà bảo là quen một thanh niên 26 tuổi mà nó còn thả cho con, gọi là nó không làm gì con, thì chú cũng như nhiều người cũng hơi bất ngờ đấy. Dạ. 26 tuổi thanh niên này nè. À, sao nó già đời rồi đấy. Già đời rồi, nhưng mà có người hỏi con nè, là quen bao lâu, nói hay rõ là bao lâu. Tổng cộng là từ ngày quen biết mà từ ngày bước ra đường đi chơi với thanh niên đó đó. Không, chưa bao giờ đi chơi ạ. Chưa là đi chơi, chỉ đi chung với thanh niên đó, ba mẹ. Kiểu mà có chưa ba mẹ đi chung là mẹ chở con. Mẹ chở con với lại ba với lại em Út đi chơi thôi. Còn ổng thì đi với ba của ổng hoặc là ổng đi một mình. Không, nhưng mà chắc nắm tay đồ này kia hôn chắc cũng có rồi chứ. Nắm tay thì nắm tay hôn chắc cũng có đúng không? Dạ. Hôn có đúng không? Có. Chắc hôn cũng có gì. Có. Ừ, thì cái nào có thì nói có. Không, ý em đang hỏi á là quen người bạn trai á là bé Vi bảo là chưa quan hệ nhưng mà có nắm tay có hôn rồi. Bé Vi nói có đúng không? Ừ, thì đó nó đó là được thực tế. Cái đó nhưng mà cái đó là sự thật. Ừ, có nói có. Còn đúng cái rồi. Chuyện mà quan hệ là con chưa. Ờ rồi rồi rồi, dạ. Chú ghi nhận cái đó. Tại vì ba mẹ người ta luôn luôn lúc nào cũng ở bên cạnh hết, người ta đi làm chung ở với ba người ta. Chuyện gì nào, rồi làm chứ cái không gì có được. Làm cái chuyện gì sai trái đâu. Dạ. Mà Miên có đẹp trai không con? Thì đó, con hợp trai không mà con thấy con quen. Dạ cũng bình thường. Thấy nó hiền. Tại vì hiền rồi biết thương yêu con. Thương yêu lo lắng cho con vậy. Nhưng mà bây tại sao mà con còn nhỏ quá mà sao con quen người yêu sớm quá vậy? Mà sao chị có biết điều đó không? Mà sao chị không khuyên bảo con mình? Lúc đầu quen thì mẹ con cũng biết mà. Lúc đầu thì nó quen thì mình nghĩ nó là con gái lớn lên rồi phải cũng có bạn trai và bạn gái. Bạn trai nhưng mà mới có 14, 15 tuổi mà sao mà quen sớm quá. Nhưng mà quen thì quen nhưng mà không có quá giới hạn.
mà cũng không có quá với hả? Tại vì có ổng có qua nhà con chơi thì cả gia đình ra ngồi ngoài đó thì có làm gì được đâu. Rồi một nữa ba nó cứ cấm nhốt nhỏ ở trong phòng trọ cái... con rồi đâu có đi đâu được đâu. Dạ, à. Nhưng mà cái vấn đề á là mình quen mới có 14, 15 tuổi mà mình đã có người yêu 26 tuổi rồi thì nó cũng nói chung là cũng không nên nói thật như vậy. Dạ. Để cho cái tâm sinh lý của các cháu lớn lên nó đủ độ trưởng thành cả về cái cơ thể cũng như là về sinh lý, tất cả mọi thứ nó ổn định thì khi đó thì chị mới cho con chị có người yêu, có bạn trai thì nó hợp lý hơn. Đó là theo cái ý của em như vậy. Đúng không? Chị nghĩ thế đúng không? Cũng đúng. Chứ còn bây giờ chị bảo là quen một thanh niên 26 tuổi mà chưa làm gì thì em nghe nó cũng hơi lạ, nhưng mà thôi thì mình cứ tin lời của bé nói đi nhá. Đó là mình khuyên thật lòng như vậy. Không, không nên quen sớm quá. Có làm sao thì nó. Dạ dạ. Nhưng mà không có nên quen sớm. Thì bây giờ chị còn cho bây giờ vẫn quen đúng không? Thì quen thì vẫn quen nhưng à, mà bây giờ con vẫn quen hả? Đi làm xa. Rồi bây giờ có hay gặp nhau không? Dạ không. Không gặp nhau hả? Cũng gần tháng rồi. Rồi bạn trai của con có biết là con bị ba xâm hại không? Dạ biết. Rồi bạn trai nói là sao? Thì nói là thôi ai cũng từng sai trái thì sinh ra không có ai muốn là mình phải sai hết. À. Sinh ra thì ai cũng muốn được tốt đẹp. Thì thôi em bị vậy rồi thì không có sao đâu, nhưng anh cũng không trách móc em. Ờ, nhưng mà trước đó là con chủ động, con tâm sự với bạn trai là con bị ba xâm hại rồi đúng không? Dạ. Là chủ động tâm sự trước khi mà lên không trên mạng xã hội đúng không? Con chỉ nói sơ qua thôi, con nói là ba em làm vậy với em thì anh có chấp nhận quen em không? Thì lúc đầu thì người ta cũng cua con thôi, thì con cũng không có chịu đâu. Dạ. Rồi bây giờ cái người bạn trai đang làm việc ở đâu? Thì con không biết, tại vì nghe nói là về quê mà không biết là có lên làm chưa. Nhưng mà bây giờ á thì cái câu chuyện của hai mẹ con thì nãy giờ chia sẻ nó cũng khán giả cũng nắm được một phần rồi. Và bây giờ cái thông tin nó trái ngược lại là bên cha của con, là chồng của chị, là phủ nhận hoàn toàn những cái điều hai mẹ con chia sẻ nãy giờ. Thì theo như chị là lý do tại sao mà anh lại nói như vậy? Thì điều đó sao con biết được? Không, ý là ba con nói là ba con không hề xâm hại con. Đó, không hề xâm hại là ý là vì mục đích là do là mấy mẹ con bàn mưu tính kế là muốn hãm hại cha của mình nên mới lên mạng vu khống như thế. Thì theo như chị, những lời nói đó đúng hay sai? Không, cái đó là làm đúng chứ không có, mẹ con không có dám. Thì mẹ con cũng không có phải là kêu cộng đồng mạng qua quay video này kia đâu. Thì lúc đầu thì cũng hàng xóm người ta thấy vậy, người ta cũng gọi điện thôi. Chứ mẹ con có biết gì đâu. Gọi điện dùm, chứ mẹ con không biết. Tại vì mẹ là không biết chữ. Còn số thì ai muốn xin số gì đó là hỏi. Lúc đầu hai mẹ con đang ở dưới quê á. Hai mẹ con đang ở dưới quê, xong cái mấy bà hàng xóm bả đưa clip mà ba con livestream lên á, là hăm vợ là nói là qua bắt nhỏ nhỏ đi. Xong rồi nói là cái gì mà không đưa cho rồi là qua quýnh đánh đập cũng có thể là giết luôn. Thôi vậy nè, nghe vậy mấy thì... chú á thì mấy chú tìm hiểu sự thật. Dạ. Ha, với tìm hiểu những cái câu chuyện cho rõ ràng. Dạ. Đó thì về bữa con sẽ nói tí chú nói nhỏ con, không? Ví dụ như điện cho bạn trai, có rảnh thì lên đi thăm con, rồi trong mấy chú quay, chú hỏi, dạ. Hỏi luôn, hỏi hẳn cho đơn giản. Từ hồi xưa giờ quen với con bao lâu rồi, có làm gì không, thấy không? Có nghĩa là không ai mà làm bằng hai đúng không? Nhưng mà mình hỏi hẳn luôn, cho nó trả lời hẳn luôn. Không, mình nói hẳn luôn nó đó. Giờ nói chung đi, mình nói cho rõ ràng luôn. Thì cha mẹ anh ta, cha mẹ anh ta làm không có bao giờ làm gì sai đâu. Rồi rồi. Không có, chưa có bao giờ nào làm bậy gì con ra. Rồi. Nếu mà mấy chú không tin cũng có thể gọi điện cho cha mẹ của ổng, con có số luôn. Không không, cái vấn đề đó thì mình không phải nói là không tin hay không, tại vì các chú là muốn để chia sẻ cho cái sự thật nó được rõ thôi. Chứ còn con nói thì không tin, nói chung là không phải là nói là tin liền. Có thằng chú cũng chưa tin những lời con nói mà chú quay, con nói cái tin liền nó phải quay, nhiều quay góc độ thôi, dạ. Con hiểu không? Thôi, nhưng mà đừng có lôi người ta vô được rồi. Đúng rồi. Rồi rồi. Không muốn liên lụy cho người ta. Rồi. Bây giờ còn một cái vấn đề nữa này, là chồng của chị á là nói là mấy mẹ con là đang có âm mưu gì đó, là bảo là gì mà em cũng nghe mà em cũng chưa hiểu lắm, là bảo là để cho hai mấy mẹ con sống chung với nhau rồi cái gì đó để vu khống cho chồng chị vào tù, là cái vấn đề như thế nào? Không có, để con trả lời cho. Ừ, con nói đi. Thì ổng là nói là mẹ con là cần mấy chú giúp đỡ để mà cần câu like để mà kiếm tiền, là có tiền để xài. Không, đó là cái lý do đầu tiên có nói. Nhưng mà cái lý do nữa là bảo là để
tống cha con vào tù. Dạ. Để cho mấy mẹ con sống chung với nhau rồi cái gì đó là sao? À, ý là nói là mẹ con sống được yên ổn hả? Là kiểu mà ổng cứ hăm dọa rồi cứ lúc nào cũng chửi mắng rồi đánh đập mẹ con hết. Thì con thấy vậy là không có được rồi, cho nên là mới lên trình báo. Rồi xong rồi ổng nói là hai mẹ con là vu khống cho ổng. Ừ. Đó rồi đi đổi thừa người ta, nói là từ đầu tới cuối là chưa bao giờ đánh đập lần nào hết. Đó là chỉ có mới đánh đúng một lần một là ở Vĩnh Cửu thôi. Thực tế là ba con còn đánh nhiều không? Dạ có. Đánh nó nhốt bỏ vô. Lý do tại sao? Lý do tại sao lại đánh một người con gái nhỏ nhắn dễ thương thế này? Con làm gì hư hay sao? Thì kiểu mà ổng đi làm về thì điện thoại của ổng á thì đang sạc vậy thôi. Thì nó nóng thì chuyện đó con đâu có biết được. Điện thoại nó nóng thì lúc nào mà ổng dậy. Xong rồi ổng nói là sao mà ở nhà lúc nào cũng bấm điện thoại. Ờ, công việc nhà cửa sao mà không làm, lúc nào mà cũng mày chơi điện thoại hoài vậy. Yeah. Thì con cũng trả lời con có cãi gì đâu, con nói là nhỏ em nó lấy ra chơi thì con cũng nhà cửa con cũng dọn dẹp rồi, có gì đâu mà ba chửi con. Rồi thì xong rồi nói là con cãi như kia rồi lấy đánh mạnh không? Đánh sao? Thì không đánh vô tay vô chân, thì đánh là đánh nguyên chỗ cho máu xong rồi đánh chỗ khác. Trời ơi con đau không? Thì có chứ. Rồi từ trước giờ con chỉ có ở nhà thôi, con có đi làm công việc gì không? Thì hồi trước là ở nhà giữ em xong rồi đi làm. Con làm công việc gì? Thì lúc đầu thì con đi làm bưng bê trong quán nhậu á. Là kiểu mà quán nhậu nông thôn á, là bưng rồi trải bàn này kia thôi. Là quen bạn trai này trong quán nhậu đó luôn hả? Dạ không, lúc đó là con còn nhỏ tuổi chưa có quen. Dạ, dạ. Rồi à, nhưng mà bây giờ ba con là phủ nhận hoàn toàn những lời hai mẹ con nói. Thì thật sự là bây giờ ngay bản thân của các chú cũng rất là hoang mang. Yeah. Là không biết đâu là sự thật hết. Ba con không có nhận là ba con hiếp dâm con, mà ba con lại nói là mấy mẹ con đang vu khống cho cha. Thì thật sự là không biết làm sao luôn á. Tại vì nó nói thì nói vậy, chứ còn hai mẹ con làm đúng. Dạ. Không bao giờ nào làm sai. Không lẽ nào chuyện sai tự nhiên vô khấu để cho nó vô tù để làm gì? Chuyện có mới nói, chuyện không có để nói làm gì? Nhưng mà hôm trước mà công an mà bắt cha con lên là để lấy lời khai rồi bây giờ cũng thả cha con về đúng không? Thì chuyện đó con không biết được. Hồi trước là không biết mấy giờ thả, không biết là mẹ con chạy đó. Lo sợ quá chạy. Mình làm đúng thì mắc gì mình phải sợ? Thì không có sợ gì hết á. Ở chung một phòng với nó sợ nó giết với lại mấy ba mẹ con. Đánh đập được. Sợ đánh đập rồi giết rồi mấy con sợ quá nó kêu mẹ. Rồi mấy chú công an cũng kêu là hai mẹ con coi soạn đồ đi làm một nơi nào thật là xa khỏi ổng đi để khỏi bị đánh đập nữa. Lại cái lần trước mà ở dưới Vĩnh Cửu quá ha. Dạ. Thì sau khi mà công an làm việc rồi thì công an lại thả cha con ra. Dạ. Thì con nghĩ sao? Thì nói là tại vì không phải là thả ra mà mấy chú có nói là bây giờ đang là điều con tra bị hả? Ở đâu. Con bị ở đâu thì con lên trình báo ở đó. Rồi. Tại vì mấy chú ở đây thì mấy chú không biết sự việc đó có phải là thật không. Hai mẹ con nếu mà có muốn trình báo chuyện này á thì con hãy lên cái chỗ mà con bị, đã từng bị, rồi lên chỗ đó trình báo. Còn chỗ này thì mấy chú không rồi. Có giải quyết được. Rồi, thế thì cái gần đây nhất đó là con đã trình báo ở công an Long Thành rồi đúng không? Dạ. Thì cái lần đó hai mẹ con lên rồi công an người ta nói sao? Thì người ta hỏi xong xuôi rồi người ta làm sổ sách. Người ta điều tra thôi. Người ta điều tra. Cái lần người ta hỏi con hả? Dạ. Rồi cái về xong rồi bữa thứ tư người ta hẹn lên. Người ta hẹn lên thì mẹ con cũng dẫn lên. Thứ tư vừa rồi đó là dạ. Lên người ta hỏi tiếp. Dạ đúng rồi, rồi tới xong. Tới thứ năm cái kêu lên một lần nữa. Kêu lên một lần là ngày thứ tư đó, đây đó là mấy công an là mướn nhà nghỉ cho mẹ con nghỉ ngơi chỗ đó. Rồi xong rồi tới sáng. Sáng rồi người ta chở ra xã. Chở ra xã rồi người ta hỏi một lần nữa. Rồi tới chiều. Chiều là bắt đầu mời ổng qua xã. Mời ổng qua xã xong xuôi rồi điện ở huyện. Rồi xong rồi đem lên huyện luôn. Ba mẹ con là lúc đó là 12 giờ rưỡi đêm. Rồi ăn uống, người ta cho ăn uống xong rồi người ta kêu xe cho mấy qua. Công an cũng tốt quá ha. Cũng cho xe đi về luôn, cho ăn uống luôn. Cho số điện thoại người ta kiếm nhận hồ sơ, ta sẽ tiếp tục điều tra đúng không? Dạ. Xác minh. Đó. Cái gì cũng vậy, ta làm tao phải xác minh. Rồi. Xác minh rồi ta điều tra. Cho nên là tao phải kêu là
giữ an toàn cho hai mẹ con trước để dạ, dạ. tiếp tục điều tra dạ. kiểu vậy. Còn bây giờ là chồng chị thì lại phủ nhận là hoàn toàn, nên thật sự là bây giờ khán giả cũng rất là hoang mang. Bây giờ mình cũng chỉ chờ vào cái kết quả cuối cùng của công an điều tra ha. Còn nếu như mà con nghĩ trường hợp mà cha con mà không có làm gì thì sao? Nếu mà có một cái kết quả mà cha con không làm gì thì con nghĩ sao? Thì vẫn bình thường thôi. Ờ. Mẹ con không vẫn bình thường thôi, tại vì mẹ con không có làm sai. Ừ, cái đó thì mình cũng mẹ con làm đúng. Mình cũng chia sẻ cũng nói chung là tất cả là đúng hết ha. Những gì mình chia sẻ là đúng. Mình lên công an mình cũng chia sẻ như vậy ha. Nói có, không yeah. nói không chứ vô không người ta để làm gì. Xin mà thấy mà đi thì mình xin người ta đi đi, ba mẹ con xin đi chỗ khác làm ăn đi. Thì được rồi, còn chú khố người ta để làm gì? Còn cái này có sao nói vậy. Nhưng mà thấy chồng chị lên nói em thấy cái độ tự tin đó, thì nó phải lên đến 95% đấy. Tại vì ổng nào giờ vậy? Đúng không? Chị có xem chồng chị nói không? Nói là nói lắp là mẹ con không nói được một tiếng nào luôn, không nói được một câu nào luôn. Thì thế em bảo cái chồng chị nói là giống như kiểu là như đinh đóng cột á, là không có làm gì bé đâu. Đó là do mấy mẹ con chị hãm hại chồng chị thôi. Nhưng mà theo như chị nghĩ là chị có ví dụ nhá, mà mấy mẹ con mà hãm hại thì cũng em nghĩ là cái chuyện này là một chuyện nghiêm trọng, không phải một chuyện đùa chuyện bình thường đâu, mà hãm hại cũng không bao giờ làm được điều đó. Nếu mà không có làm thì chắc chắn người ta điều tra ra người ta sẽ kết luận là không có thôi. Nên là cũng cái vụ này cũng căng thẳng nữa. Theo như chị nghĩ thì bữa giờ chị có cảm thấy như thế nào trong lòng? Đâu có cảm thấy gì đâu, thì mình thật mình nói thật tình thôi, có làm sao mình nói gì thôi. Dạ. Chứ đâu có vô khấu người ta đâu. Chúng là nó cũng căng thẳng ha, không đơn giản đâu, phức tạp lắm. Rồi con bữa giờ con nghĩ sao? Thầy con, mẹ con cũng bình thường thôi. Thì chỉ muốn kiếm công việc làm ổn định thôi. Bây giờ con muốn làm công việc gì? Thì ở chợ thì người ta tuyển nhân viên, người ta làm gì thì mình làm đó thôi. Dạ. Mà xin việc sáng giờ là không có làm được, tại vì sáng giờ con đi xin quá. Việc hả? Dạ. Con xin làm những việc gì rồi? Thì bán quần áo rồi bán mỹ phẩm rồi đó. Mấy cái đó nhẹ nhàng mà nhỏ dạ, con cũng mà làm được mà. Nhỏ con người ta không có nhận. Rồi thì bây giờ thông qua cái video ngày hôm nay thì là mẹ con đang sống ở khu vực Bình Dương đúng không? Thì nếu mà ở Tân Uyên, nếu như mà các cô chú anh chị nào khán giả muốn giúp đỡ hai mẹ con thì cũng tạo điều kiện cho hai mẹ con một cái công ăn việc làm ha. Như thế nào thì tụi em cũng chưa có dám kết luận một điều gì hết. Em chỉ ghi nhận cái ý kiến từ chị thôi nhá, cho nó khách quan ha. Rồi có vấn đề nữa đó là bây giờ ví dụ như mà chồng quay về rồi xin lỗi con cái, rồi xin lỗi chị, rồi kêu là thôi gia đình mình hạnh phúc như xưa đi, bỏ qua cho nhau, thì con nghĩ sao, chị nghĩ sao? Nó không bao giờ nó nói qua xin lỗi mẹ con đâu. Nó không chịu chấp nhận là nó làm sai đâu. Tại vì lúc nào cũng là để trên là người sai là mẹ với con thôi. Còn thì, nếu từ mà đầu nó tới qua cuối. Nó qua kêu cầu xin mẹ con quay lại với nó là con. Từ mẹ đầu con tới cuối là nói mẹ con đó là mẹ con ngu lắm. Hai mẹ con ngu lắm. Mọi chuyện yên xôi. Yeah. Thì bây giờ mình có nguyện vọng gì không? Nếu có một cái điều ước gì đó mình muốn thì điều gì bây giờ? Ước thì có một căn nhà. À. Dạ, nhà ba mẹ con ở trong đó. Là bây giờ hiện tại là ba mẹ con chưa có nhà? Dạ, chưa ở, có ở nhà. Ở quê chỗ. Có nhà không? Dạ không. Còn chưa có đất nữa sao có nhà chứ. Rồi. Gặp nó rồi nó kêu lên làm ăn gì luôn. Rồi, thì hôm nay thì trước hết là em cũng ghi nhận những cái lời chia sẻ của hai mẹ con. Thì hai mẹ con có hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những lời chia sẻ của mình không? Dạ, chịu. Con có khẳng định những điều con chia sẻ là đúng chưa thật không? Là con hoàn toàn chịu trách nhiệm ha. Dạ. Con nói đây con hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Con hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Rồi hai mẹ con nói đúng không? Dạ. Hai mẹ con có đồng ý cho tụi em sử dụng cái hình ảnh của mình để chia sẻ lên mạng xã hội để cho mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện không? Dạ được. Chị đồng ý không? Mẹ đồng ý. Con chú nói hẳn luôn, nếu mà cái chữ này mẹ sự việc này là hoàn toàn sạch đúng không? Dạ. À, thì là bình thường, nhưng mà chú sẽ nói trước con biết là nếu mà không phải là sạch á là hai mẹ con sẽ trả giá. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó, đúng rồi, bây giờ nói cái câu chuyện này nó không phải là một câu chuyện đơn giản đâu nhá. Nó là một câu chuyện hết sức là phức tạp và nghiêm trọng. Còn nếu mà những điều mà con chia sẻ mà không đúng sự thật, hoặc là mẹ chia sẻ mà không đúng, thì bây giờ mình vẫn còn có cơ hội để mình xin lỗi, hoặc là mình đính chính lại. Mình đính chính lại vẫn kịp, tại vì khi cơ quan công an nói chung là nó cũng gọi là chưa đi quá xa. Bây giờ mình vẫn đính chính lại thì vẫn còn được.
Còn nếu mà để sau này mà khi người ta điều tra ra, người ta kết luận là cha con vô tội, thì lúc đó cái hậu quả nó rất nghiêm trọng. Dạ, tại vì cơ quan công an cũng có nói như vậy không? Xử lý hết trơn rồi. Ừ. Dạ. Không biết là các chú công an có nói với con như vậy không? Dạ có. Thì nói xong rồi mới cho hai mẹ con ra về, tại vì cũng xong chuyện hết rồi. Nên là mẹ con muốn là xong chuyện đó hai mẹ con đi làm công việc, kiếm một công việc gì đó ổn định làm. Không, ý của chú bây giờ á, ví dụ mà mình lỡ hai mẹ con á là có nói không đúng cho cha á, thì thôi bây giờ mình lên mình xin lỗi cha một tiếng, đính chính lại, coi như là mọi chuyện đã kết thúc. Và nếu có ví dụ có như vậy. Không có lỗi có gì không? Nữa. Cái này câu này là sự thật. Dạ. Chứ không có lỗi. Là mình vẫn khẳng định là đúng sự thật ha. Rồi. Thì hôm nay thì trước hết là anh em cũng tới để chia sẻ cái câu chuyện này để cho mọi người hiểu rõ hơn. Tại vì câu chuyện này từ bữa giờ trên mạng xã hội nó cũng đang xảy ra hai cái luồng ý kiến trái chiều. Thì trước hết thì em cũng thấy hai mẹ con cũng đang ở trọ thì cũng khó khăn. Thì bây giờ thì cũng trích ra cái tiền quỹ của anh Hưng Trần là 1 triệu. Thì cũng gọi là hỗ trợ cho hai mẹ con ăn uống ha. Này cảm ơn. Đây, đây chị nhận. Này bé nhận đi. Con cảm ơn chị. Được. Chú cũng thấy hoàn cảnh của hai mẹ con cũng chưa có công ăn việc làm. Chú cũng trích ra một cái phần quỹ của cô Thảo Lô ở sinh sống bên Mỹ gửi cho con 500 để trong lúc mà chưa có công ăn việc làm nha. Cũng là cái câu cái câu chuyện này á, thì bây giờ nó vẫn đang xảy ra nhiều cái luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. Đó là em phải nói thẳng với chị như vậy, với cháu như vậy, chứ không phải em ngồi ở đây mà các chị nói gì, cháu nói gì mà em nghe những lời nói đó em tin liền là chưa có, là nó thẳng như vậy nhá. Thì trước hết em cũng xin ghi nhận rồi cũng chia sẻ lên, mong cho quý vị khán giả mọi người cũng hiểu rõ hơn về câu chuyện và mọi người cũng cho một cái nhận xét góp ý và để cho hiểu rõ hơn về vấn đề nó như thế nào ha. Thì cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái câu chuyện ngày hôm nay.